3 2 1 Bắt đầu vào bài lướt tay chạm gối tập bụng. Đây là một bài tập rất là dễ. Các bạn còn một tấm thảm, nằm ngửa trên thảm, hai chân của các bạn co lại. Rồi các bạn sẽ để tay lên đùi của các bạn và bắt đầu lướt lên với lòng bàn tay, lướt theo cái cạnh đùi, lướt cho đến khi cái lòng bàn tay của bạn ôm trọn và nằm trên mặt đầu gối của các bạn. Đồng thời như vậy cái cơ bụng của các bạn sẽ co và cuộn lại. Đầu của các bạn nhìn lên trên một xíu, không gập và bẻ cổ để tránh mỏi cổ. Khi các bạn lướt lên thì các bạn sẽ thở ra, khi các bạn xuống thì các bạn sẽ hít vào. Tập chậm và cảm nhận cơ bụng của các bạn được giãn ra và co lại. Đây là động tác rất dễ và đơn giản để bắt đầu tập cơ bụng, để giảm mỡ bụng và săn chắc cơ bụng của các bạn. Bắt đầu vào bài đá chân luân phiên tập bụng dưới. Đây là một bài tập cơ bản và khá là dễ để tập, để thực hiện và tập vào nhóm cơ bụng dưới của các bạn. Các bạn nằm trên thảm, nằm ngửa và đặt hai tay dưới mông. Rồi các chân của các bạn sẽ duỗi dài ra và đá hai khoảng cách chân thật là rộng. Các bạn đá cái chân của bạn sẽ thật là rộng và nhớ duỗi thẳng chân ra một xíu. Để mà khó hơn, các bạn có thể chồm đầu lên một chút nhưng không gập và bẻ cổ, mà hãy nhìn hướng lên trên một xíu. Gồng cơ bụng trong cả quá trình tập, để dùng cơ bụng để cảm nhận gồng và điều khiển, chứ không phải là chỉ dùng gồng và cơ chân. Hít thở đều trong quá trình tập bài tập này. Rồi, hãy tập theo số lần, số hiệp trong chương trình và lịch tập của bạn. Bắt đầu vào bài tập len nhảy khép mở chân tập bụng. Đây là một bài tập rất dễ, thích hợp để tập cơ bụng cũng như là cardio và tác động một ít vào nhóm cơ vai của các bạn. Rồi các bạn sẽ chống bằng khuỷu tay trên sàn nhà, trên thảm, tốt nhất là các bạn chống trên thảm, và hai chân của các bạn giữ mông thấp giống như tư thế plank nhưng nhảy ra bằng mũi chân và khép vô bằng những mũi chân. Duy trì nhịp hít thở đều, cứ khép mở, khi mở ra thì thở ra, khi vô thì hít vào và gia tăng nhịp hít thở lên. Gồng cơ bụng để giữ cho phần lưng của các bạn luôn song song và thăng bằng trên sàn nhà. Bài tập này tác động rất là tốt vào nhóm cơ bụng liên sườn cũng như cơ bụng dưới. Nên hãy cố gắng thăng bằng, hạ thấp mông và tập thật tốt bài tập này nhé. Vào động tác xếp người gập bụng cơ bản, đây là một động tác đơn giản, cơ bản, rất là dễ. Các bạn sẽ nằm trên sàn, để hai tay chống lên thảm, mở rộng tay một xíu. Khi các bạn duỗi chân ra thì hãy duỗi hết chân và gồng cơ bụng để co và duỗi người xếp như trong video. Nhớ là chân của các bạn sẽ không chạm đất và người của các bạn sẽ giữ lưng lưng ở khoảng giữa. Như vậy thì khi giãn ra cơ bụng của các bạn sẽ gồng, và khi co lại cũng gồng cơ bụng để co lại. Lưu ý khi giãn ra thì các bạn hít vào và khi co lại thì các bạn thở ra. Hãy gồng chặt cơ bụng để siết trong bài tập này, vì đây là một bài tập đơn giản nhưng rất dễ để bạn làm quen với việc là gồng cơ bụng. Chúc các bạn tập tốt. Bắt đầu vào bài lướt tay chạm gối tập bụng. Đây là một bài tập rất là dễ. Các bạn còn một tấm thảm, nằm ngửa trên thảm, hai chân của các bạn co lại. Rồi các bạn sẽ để tay lên đùi của các bạn và bắt đầu lướt lên với lòng bàn tay, lướt theo cái cạnh đùi, lướt cho đến khi cái lòng bàn tay của bạn ôm trọn và nằm trên mặt đầu gối của các bạn. Đồng thời như vậy cái cơ bụng của các bạn sẽ co và cuộn lại. Đầu của các bạn nhìn lên trên một xíu, không gập và bẻ cổ để tránh mỏi cổ. Khi các bạn lướt lên thì các bạn sẽ thở ra, khi các bạn xuống thì các bạn sẽ hít vào. Tập chậm và cảm nhận cơ bụng của các bạn được giãn ra và co lại. Đây là động tác rất dễ và đơn giản để bắt đầu tập cơ bụng, để giảm mỡ bụng và săn chắc cơ bụng của các bạn. Bắt đầu vào bài đá chân luân phiên tập bụng dưới. Đây là một bài tập cơ bản và khá là dễ để tập, để thực hiện và tập vào nhóm cơ bụng dưới của các bạn. Các bạn nằm trên thảm, nằm ngửa và đặt hai tay dưới mông. Rồi các chân của các bạn sẽ duỗi dài ra và đá
hai khoảng cách chân thật là rộng. Các bạn đáng cái chân của bạn sẽ thật là rộng và nhớ duỗi thẳng chân ra một xíu. Để mà khó hơn, các bạn có thể chồm đầu lên một chút nhưng không gập và bẻ cổ, mà hãy nhìn hướng lên trên một xíu. Gồng cơ bụng trong cả quá trình tập, để dùng cơ bụng để cảm nhận gồng và điều khiển, chứ không phải là chỉ dùng gồng và cơ chân. Hít thở đều trong quá trình tập bài tập này. Rồi, hãy tập theo số lần, số hiệp trong chương trình và lịch tập của bạn. Bắt đầu vào bài tập len nhảy khép mở chân tập bụng. Đây là một bài tập rất dễ, thích hợp để tập cơ bụng cũng như là cardio và tác động một ít vào nhóm cơ vai của các bạn. Rồi, các bạn sẽ chống bằng khuỷu tay trên sàn nhà, trên thảm. Tốt nhất là các bạn chống trên thảm và hai chân của các bạn giữ mông thấp giống như tư thế plank nhưng nhảy ra bằng mũi chân và khép vô bằng mũi chân. Duy trì nhịp hít thở đều, cứ khép, mở, khi mở ra thì thở ra, khi vô thì hít vào và tăng, gia tăng nhịp hít thở lên. Gồng cơ bụng để giữ cho phần lưng của các bạn luôn song song và thăng bằng trên sàn nhà. Bài tập này tác động rất là tốt vào nhóm cơ bụng liên sườn cũng như cơ bụng dưới. Nên hãy cố gắng thăng bằng, hạ thấp mông và tập thật tốt bài tập này nhé. Vào động tác xếp người gập bụng cơ bản, đây là một động tác đơn giản, cơ bản, rất là dễ. Các bạn sẽ nằm trên sàn để hai tay chống lên thảm, mở rộng tay một xíu. Khi các bạn duỗi chân ra thì hãy duỗi hết chân và gồng cơ bụng để co và duỗi người xếp như trong video. Nhớ là chân của các bạn sẽ không chạm đất và người của các bạn sẽ giữ lưng lưng ở khoảng giữa. Như vậy thì khi giãn ra cơ bụng của các bạn sẽ gồng và khi co lại cũng gồng cơ bụng để co lại. Lưu ý khi giãn ra thì các bạn hít vào và khi co lại thì các bạn thở ra. Hãy gồng chặt cơ bụng để siết trong bài tập này, vì đây là một bài tập đơn giản nhưng rất dễ để bạn làm quen với việc là gồng cơ bụng. Chúc các bạn tập tốt. Bắt đầu vào bài lướt tay chạm gối tập bụng. Đây là một bài tập rất là dễ. Các bạn cần một tấm thảm, nằm ngửa trên thảm, hai chân của các bạn co lại. Rồi các bạn sẽ để tay lên đùi của các bạn và bắt đầu lướt lên với lòng bàn tay, lướt theo cái cạnh đùi, lướt cho đến khi cái lòng bàn tay của bạn ôm.